Mùa hè năm 2023 là mùa hè nóng nhất ở Bắc Bán Cầu trong hơn 2.000 năm qua. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature. Dựa trên dữ liệu về vòng tăng trưởng của thân cây, các nhà khoa học nhận thấy mùa hè năm ngoái có nền nhiệt độ cao hơn 2,2 độ C so với mức nhiệt độ trung bình ước tính trong những năm từ năm 1 đến năm 1890. Tính riêng nền nhiệt trung bình ở vùng đất liền, nền nhiệt mùa hè 2023 ở mức 2,07 độ C, cao hơn so với nền nhiệt trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Kết hợp nhiệt độ không khí bề mặt được quan sát và tái tạo từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, các nhà nghiên cứu cho rằng mùa hè năm 2023 là mùa hè nóng nhất ở Bắc Bán Cầu. Nghiên cứu cho thấy, mặc dù nhiệt độ ở mùa hè năm 2023 tăng phù hợp với xu hướng nóng lên do lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính cùng với hình thái thời tiết El Nino đang diễn ra, song điều này cho thấy tính cấp thiết của việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế về giảm thải carbon.